Chồng cũ Diệp Lâm Anh tiết lộ chuyện động trời, khẳng định ly thân 6 tháng mới gặp Quỳnh Thư. Liên quan với ồn ào vợ cũ Diệp Lâm Anh, Nghiêm Đức chia sẻ tôi và gia đình đã giữ im lặng chỉ vì không muốn các con lớn lên phải đọc hay xem những chuyện không hay về bố mẹ chúng nhưng càng ngày Diệp Lâm Anh càng leo thang những chuyện không đúng sự thật cô ấy cố tình đổ hết tội về phía tôi trong khi chính cô ấy là người có lỗi với tôi trước và đẩy cuộc hôn nhân đi đến kết thúc như hôm nay khi mẹ anh trả lời phỏng vấn báo chí bà có nói một phần lý do đổ vỡ hôn nhân bắt đầu từ việc Diệp Lâm Anh có lỗi mà không nói lỗi gì bà còn nói anh đã làm to chuyện sau đó hai người ly thân vậy lỗi đó là gì anh đã làm gì Chuyện bắt đầu từ việc cô ấy và D, người mà cô ấy thuê về làm quản lý quán bar Santorini, có những hành động vượt trên quan hệ bình thường. Thời điểm đó là vào tháng 1 năm 2021. Trước đó tôi nghe nhiều nhân viên và cả tài xế nói úp úp mở mở, tôi nghĩ họ biết chuyện gì đó nên hỏi. Và họ đã nói, tài xế chở cô ấy đi những đâu với ai, tại sao cô ấy lại đi về khuya, lý do cô ấy nói về báo chí cô ấy về khuya do quản lý bar là không đúng sự thật. Quán ba đã có người quản lý, cô ấy là phụ nữ đã có chồng, chẳng có lý do gì để phải ở lại khuya đến như thế. Tôi lúc đó chỉ nghĩ mình nghe là một chuyện bắt gặp lại là chuyện khác, nên cứ cắn răng theo dõi tình hình thế nào. Hình ảnh từ camera thu được, tôi tá hỏa khi thấy họ thân mật hơn mức thông thường. khi về đến nhà tôi vô tình bắt gặp đúng lúc cả hai nhắn tin cho nhau. Nội dung tin nhắn là D muốn đón cô ấy ở sân bay. Cô ấy khẳng định với D tôi không quan tâm cô ấy bằng một góc của D ngay đêm hôm đó tôi đã nổi điên lên gọi mẹ tôi và mẹ cô ấy đến nói là không tha thứ được những chuyện thế này mẹ tôi khuyên bình tĩnh chuyện đâu còn có đó bà vẫn mong sẽ khuyên bảo để cô ấy sửa chữa lỗi lầm mẹ cô ấy cũng xin tôi bình tĩnh có gì sẽ giải quyết sau cô ấy xách vali đi tận sáng hôm sau mới về nghĩa là cô ấy chẳng có nhu cầu hòa giải mọi chuyện sau đó cô ấy nhắn tin cho tôi lại tiếp tục xin tôi cho đê một cơ hội đừng để đê mất việc máu tôi lại sôi lên, nên cũng nhắn tin cho tôi và xin lỗi, hứa không nhắn gì cho cô ấy ngoài công việc nữa. Cậu ta cũng đến tận nhà xin lỗi, nhưng làm sao tôi tha thứ. Rồi cô ấy chủ động xuống tầng dưới ở, chủ động ly thân, nhắn tôi đừng làm lớn chuyện, chia tay trong văn minh, và xin tôi để cô ấy tự xử lý cho mọi chuyện êm đẹp. Tôi đồng ý. Chuyện này xảy ra trước, hay chuyện anh với người mẫu Quỳnh Thư xảy ra trước? Chuyện này chứ, chúng tôi ly thân 6 tháng, tôi mới gặp Quỳnh Thư. Đã ly thân rồi, nhưng Diệp Lâm Anh vẫn lẳng lặng quay chụp, cứ cảm giác như mọi nhất cử nhất động của tôi và gia đình tôi, cô ấy đều theo dõi kỹ. Và đó chính là thứ mà cô ấy cứ ra giảng ngày này qua ngày khác đấy. Đó là nguyên do chúng tôi từ ly thân đến ly hôn, không thể cứu vãn. Nhưng anh có quá cố chấp không? Khi như anh nói, một lần cô ấy có lỗi mà anh đã không còn cho cơ hội quay lại. Điều này không đúng. Chính cô ấy là người chủ động ly thân và chưa một lần xin lỗi tôi và gia đình tôi. Sau mọi chuyện, không một người đàn ông nào chấp nhận được điều đó. Và không một gia đình nào dễ dàng chấp nhận một cô con dâu như thế. Nhưng gia đình tôi cũng đã chấp nhận. Anh nói gì về hình ảnh của anh, phi thẳng lên đầu xe ô tô và cản cô ấy giữa đường như một người đàn ông không bình thường. Khi ra khỏi nhà cô ấy mang cả hai đứa con đi, chứ không phải một, và từ đó tôi muốn gặp con, bố mẹ tôi muốn gặp cháu cũng khó. Hôm đó sau nhiều ngày cô ấy không cho tôi về gia đình gặp con, nhà trường báo con sốt, gọi cô ấy không được nên trường gọi tôi. Tôi đón con trai nhỏ về trước, thấy con sốt cao nên tôi lo lắng cho đứa còn lại và đến trường đón tiếp thì cô ấy có sẵn ở đấy và không cho tôi đón con, nên tôi mới buộc phải chặn xe để được gặp con việc cô ấy tự ý dẫn con nhỏ ra khỏi nhà là sai khi tòa chưa có phán quyết ai nuôi con mà tự đưa con cái ra khỏi nhà những rủi ro gì xảy ra ai chịu trách nhiệm nếu con bạn trong hoàn cảnh như vậy bạn có nổi nóng không chuyện thỏa thuận tiền bạc trong vụ ly hôn này cũng như phần lo cho con cái anh và cô ấy có đề cập không vì bạn hỏi đến vấn đề tiền bạc tôi cũng nói luôn một sự thật gia đình tôi muốn mua một căn hộ vừa phải cho cô ấy hơn chục tỷ nhưng cô ấy không chịu cô ấy bảo tôi ở nhà trăm tỷ sao con lại phải ở nhà chục tỷ mà cô ấy không biết nhà trăm tỷ đó là của ba mẹ tôi hay cô ấy và các con đều đang ở nhờ vì thương cháu, bố mẹ tôi muốn cho hai cháu một căn nhà mặt tiền ở quận 1, đến năm 18 tuổi thì sang tên cho các con tôi. Cô ấy cứ ở đấy và kinh doanh, nhưng cô ấy cũng không chịu, đòi phải cho tiền mặt là 20 tỷ và một căn nhà. Gia đình tôi đồng ý, thì cô ấy lại đổi ý, đòi hơn. Đến lúc này thì quá sức chịu đựng của gia đình tôi, nên gia đình tôi không đồng ý. Và tôi còn nói với bố mẹ chuyện của bọn con để bọn con tự giải quyết luật sư cô ấy lại đến nhà tôi muốn hòa giải và đồng ý cái thỏa thuận cũ nhưng rất tiếc những gì cô ấy làm tổn thương gia đình tôi đã quá nhiều và mọi chuyện đã đi quá xa không thể nói gì thêm với nhau được chuyện này nữa